Nữ chủ, không CP, cường sản, Cửu Lê ngoài ý muốn trói buộc hệ thống Tiểu Bạch, vì thế mở ra nhiệm vụ pháo hôi nghịch tập. Cái gì tam quan bất chính thiên đạo còn có năm nữ chủ, toàn bộ đánh. Tiểu Bạch. Đại lão thật trâu bò. Lão đại mang ta bay. Xuyên nhanh chi đại lão là cái bí ẩn không đạn cửa sổ, xuyên nhanh chi đại lão là cái bí ẩn TXT toàn tập đao loa, xuyên nhanh chi đại lão là cái bí ẩn chương mới nhất đọc. Chương 1. Gạt bỏ. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 1 xóa bỏ rừng cây. Cửu Lê dùng cánh tay xoa xoa đầu đau nhất. Tê, đầu đau quá. Ký chủ, ngươi tỉnh rồi. Trong đầu Cửu Lê đột nhiên xuất hiện một thanh âm máy móc. Mạnh một chút tỉnh táo lại. Ngươi nào? Ký chủ. Ta gọi là Tiểu Bạch, là có thể mang ngươi xuyên qua các vị diện hệ thống. Hệ thống. Xuyên qua vị diện. Cửu Lê nghi hoặc hỏi. Đúng vậy ký chủ, ta sẽ đem ngươi truyền tới các vị diện người ước nguyện trên người. Ngươi chỉ cần giúp các nàng hoàn thành tâm nguyện của bọn họ sẽ đạt được điểm tích lũy, chờ ký chủ có điểm tích lũy liền có thể đổi các loại đồ vật, thậm chí về sau còn có thể tu tiên. Từ đó đạt tới nhân sinh đỉnh phong, đạt được rất dài tuổi thọ. Tiểu Bạch nội tâm tràn ngập nhảy nhót giải thích, hắn còn chưa từng có trói định qua ký chủ, mới từ hệ thống lớp tốt nghiệp đi ra bắt đầu hắn chính thức cứu vớt pháo hôi nhiệm vụ. Hơn nữa hắn nói đến tu tiên còn có nhân sinh đỉnh phong thời điểm nội tâm miễn bàn có bao nhiêu kiêu ngạo, ở hắn cảm thấy, phúc lợi như vậy, đối với người bình thường như Cửu Lê lực hấp dẫn khẳng định đặc biệt lớn. Cửu Lê khóe miệng gợi lên một tia tươi cười, nàng vừa mới kiểm tra đo lường được cái gọi là xuyên qua hệ thống này đối với nàng tạo không thành thương tổn. Cũng có chút tò mò bắt đầu hỏi ngược lại hệ thống. Tiểu Bạch không nhìn ra ánh mắt trêu tức của Cửu Lê. Còn tưởng rằng Cửu Lê sinh ra hứng thú, cho nên hỏi hắn. Tiểu Bạch trả lời. Đúng vậy không sai. Chỉ cần ký chủ ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể đạt được những thứ này. Nếu ta nói, không có hứng thú thì sao? Cửu Lê có chút buồn cười trả lời. Tiểu Bạch đang chờ Cửu Lê nhanh chóng lấy lòng hắn, tuyệt đối không nghĩ tới Cửu Lê lại trả lời như vậy. Nhất thời đầu óc Tiểu Bạch lập tức ngừng hoạt động. Sửng sốt một chút mới lạnh như băng nói. Đã trói định không cách nào giải trừ, nếu là ký chủ không hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Nghe được giọng nói lạnh như băng của Tiểu Bạch, Cửu Lê lại càng hứng thú. Xóa bỏ. Vậy được rồi, vậy ngươi giết đi. Cửu Lê nằm ở trên tảng đá hai tay gối đầu, một bộ ngữ khí không sao cả trả lời. Tiểu Bạch không nghĩ tới Cửu Lê thật sự tuyệt không quan tâm bị gạt bỏ tuyệt không muốn sống, trong lòng không cần ảo não. Sao lại không giống với những máy khác, chủ ký sinh của máy khác hận không thể dùng sức lấy lòng bọn họ. Sao ký chủ của hắn lại khác? Chẳng lẽ những máy đó đều là máy lừa gạt? Thì ra đều là lừa đảo. Tiểu Bạch còn do dự một hồi nói. Ký chủ ngươi xác định. Ừ, chắc chắn. Cửu Lê ngậm một cọng cỏ trong miệng. Một giây cũng không do dự trả lời. Tiểu Bạch trong không gian hệ thống, mở màn hình, lật đến trang cuối cùng. Rõ ràng có mấy chữ to màu đỏ. Có xóa bỏ ký chủ hay không? Tiểu Bạch click một cái xác định. Chờ hệ thống cởi trói 10 giây. 30 giây. 1 phút. Hệ thống không phản ứng. Tiểu Bạch lại điểm một chút, vẫn không hề có phản ứng. Tiểu Bạch móc nát đầu máy của hắn cũng không nghĩ ra vì sao. Tưởng rằng là hệ thống xảy ra vấn đề, nghĩ thầm, lần sau trở về, nhất định để cho chủ hệ thống cho hắn nhìn xem, có phải hay không bút. Tiểu Bạch nhìn không gạt được Cửu Lê, có chút xấu hổ ho khan 2 tiếng. Ký chủ, cuộc sống tốt đẹp như vậy, vì sao phải nghĩ không ra, vì tương lai của ngươi, ta quyết định không xóa bỏ ngươi. Cửu Lê phì cười ra tiếng, nàng biết đây là Tiểu Bạch không gạt bỏ thành công hắn, cho nên ở đây giải thích nói vì tốt cho nàng. Vừa rồi nàng quả thật cảm nhận được một lực lượng ngoại lai xa lạ, đối với nàng tràn ngập sát ý, nàng vung tay lên liền trực tiếp tiêu trừ cổ lực lượng kia, bất quá Tiểu Bạch đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, bằng không khẳng định sẽ hù chết cơ. Hết chương này. Chương 2. Hệ thống. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 2. Hệ thống. Cửu Lê nhìn quang đoàn màu trắng trong không gian hệ thống, cảm thấy có chút thần kỳ. Cái này hệ thống đồ vật, còn có thể sinh ra xấu hổ cảm xúc, thú vị, dù sao nàng đều nhàm chán, chẳng bằng đi chơi đùa. Bất quá Cửu Lê vẫn có chút tò mò hệ thống này trói buộc nàng như thế nào, vì thế lên tiếng nói. Vậy được rồi, bất quá, ngươi trói buộc ta như thế nào? Tiểu Bạch nghe được Cửu Lê không cự tuyệt nhiệm vụ nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm trả lời. Ký chủ, ta là tại thời không loạn lưu gặp được ngươi, ngươi đang hôn mê, ngươi là ta gặp được người đầu tiên, cho nên ta liền trói định ngươi cho mang ra ngoài, ngươi còn phải đa tạ ta cứu ngươi. Trong thời không loạn lưu căn bản không có khả năng sẽ có người sống, Tiểu Bạch lúc ấy cũng chỉ là cho rằng Cửu Lê có thể có chỗ nào đó đặc biệt, không có lập tức chết. Còn phải nhờ có Cửu Lê hắn mới có thể rời khỏi thời không loạn lưu. Cửu Lê nghe Tiểu Bạch nói vậy, khóe miệng khẽ giật. Cô biết vì sao cô đau đầu, trên người đau. Hôm qua, nàng lại uống nhiều. Nàng vừa uống nhiều đi, liền thích đi vị diện khác, còn nhớ rõ lần trước, trực tiếp uống nhiều xuyên đến một thú nhân bên ngoài đi. Tỉnh dậy liền một đám động vật hướng nàng cầu hôn. Bất quá trước kia nàng mở vòng bảo hộ cho nên không có bị thương, lúc này đây đúng là uống vòng bảo hộ cũng quên mở, trách không được trên người bị thương. Đau đầu khẳng định cũng là ảnh hưởng của thời không loạn lưu. Cô ấy kiểm tra cơ thể mình. Bị thương không nhỏ. Tu vi giảm không ít. Muốn khôi phục. Có thể cần thời gian. Nhưng đúng lúc có hệ thống này. Nhưng thật ra có thể vừa chơi vừa chữa thương. Cũng khó trách lại bị Tiểu Bạch thừa dịp hư mà nhập trói cô lại. Đây là nơi nào? Cửu Lê nhìn một chút hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Nghi ngờ hệ thống hỏi. À, ký chủ. Ta cũng không biết, Tiểu Bạch cũng không biết đây là đâu. Hắn chỉ biết là, khi hắn trói định ký chủ thời điểm, vốn muốn đem nàng mang vào hệ thống không gian, kết quả mang không đi vào, hơn nữa mạc danh kỳ diệu liền tới nơi này. Cửu Lê nhắm mắt lại, dùng thần thức quét qua nơi này. Nơi này vẫn là vị diện nàng ngủ, chỉ là quá lâu không đi ra, biến hóa quá lớn một chút không nhận ra. Hồi lâu không nghe Cửu Lê trả lời, Tiểu Bạch yên lặng hỏi. Vậy ký chủ, chúng ta hiện tại làm nhiệm vụ sao? Nghe được Tiểu Bạch nói, Cửu Lê cũng phục hồi tinh thần lại, tuy rằng nàng tùy thời có thể xuyên qua các vị diện. Nhưng là bởi vì nàng khí vận quá mạnh, sẽ áp chế những vị diện kia, cho nên cũng không tốt lắm. Hiện tại có cái hệ thống này ngược lại thuận tiện không ít. Nhiệm vụ, đều là những thứ gì? Nghe được Cửu Lê lời nói, Tiểu Bạch trả lời, ký chủ, ta chỗ ở bộ phận là xuyên nhanh cục pháo hôi cứu vớt hệ thống, cũng chính là ngươi sẽ xuyên qua đến các vị diện. Những kia vô tội pháo hôi trên người, trợ giúp bọn họ thay đổi vận mệnh, cứu vớt bọn họ cả đời. Cửu Lê sau khi nghe được giải thích, gật gật đầu, thú vị, trước kia đều là đi chơi, lần này làm nhiệm vụ, trong lòng còn có chút cảm thấy hưng phấn, cảm giác thật thú vị. Bất quá Cửu Lê không lộ ra biểu tình gì. Tốt. Vậy thân thể của ta? Cửu Lê nghĩ nếu muốn mặc vào trong thân thể người khác, nàng ngược lại rất tò mò hệ thống sẽ xử lý thân thể của nàng như thế nào. Ký chủ yên tâm đi. Trong lúc ngươi làm nhiệm vụ, thân thể của ngươi sẽ ở trong không gian hệ thống. Tiểu Bạch không kiên nhẫn trả lời, trong lòng phun tào. Cái ký chủ này sao lại nói nhiều như vậy? Ngay lúc Tiểu Bạch đang châm chọc, trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng dáng Cửu Lê, làm Tiểu Bạch giật nảy mình. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tiểu Bạch trừng to mắt. Ký chủ này thật tà dị, nàng làm sao có thể không trải qua sự đồng ý của hắn liền có thể tiến vào hệ thống không gian. Xem ra phải nhanh chóng liên hệ chủ hệ thống sửa bút cho hắn. Tiểu Bạch thế nào cũng không nghĩ tới là Cửu Lê mình quá lợi hại nguyên nhân, mà là hệ thống xảy ra vấn đề. Tuy Cửu Lê bị thương, nhưng muốn tiến vào không gian hệ thống hoàn toàn không có gì khó khăn. Không trả lời Tiểu Bạch, Cửu Lê đánh giá không gian hệ thống. Không có nhiều không gian. 100 mét vuông, có một cái sofa. Cửu Lê ngồi trên sofa nói với Tiểu Bạch. Bắt đầu làm nhiệm vụ đi. Hết chương này. Chương 3. Đại tiểu thư bá khí 1. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 3 đại tiểu thư khí phách 1 bởi vì bị Cửu Lê làm cho hoảng sợ. Tiểu Bạch nghe được làm nhiệm vụ, cũng không nghĩ tới đứng lên hỏi soát vấn đề, ngơ ngác trả lời. Ký chủ tốt. Tích. Đang truyền tống. Cửu Lê mở mắt, cảm nhận trên người lạnh quá, đói quá. Xung quanh là rừng cây, trước mặt là một con sông. Lại là buổi tối. Gió lạnh lẽo từng trận từng trận. Nàng lúc này rõ ràng là đang muốn nhảy xuống sông. Cửu Lê lui về phía sau vài bước, ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh. Cửu Lê nói với không gian hệ thống. Tình huống bây giờ thế nào? Ký chủ, có tiếp nhận nội dung vở kịch hay không? Tiểu Bạch nói với Cửu Lê. Cửu Lê gật gật đầu. Tiếp theo trong đầu liền xuất hiện kịch bản của thế giới này. Đó là cái hiện đại vị diện, nữ chính Trần Thanh. Là em gái của nguyên chủ Trần Cửu Lê, Trần gia nhị tiểu thư của thành phố S. Trần gia là gia tộc giàu có của thành phố S, mà Trần nhị tiểu thư cũng chính là Tô Thanh, là lúc 16 tuổi mới được đón về Tô gia. Trần Thành cũng chính là nguyên chủ phụ thân, tại mười mấy năm trước, cưới nguyên chủ mụ mụ, sau đó nguyên chủ mụ mụ bởi vì tại sinh hạ nguyên chủ về sau rơi xuống bệnh căn, thân thể biến thành rất yếu. Sau đó, khi nguyên chủ 6 tuổi, mẹ cô bị dị ứng bơ đậu phộng, cơ thể suy nhược và chết. Mà 10 năm sau Trần Thành đón mẹ con Trần Thanh trở về, Trần Thanh thoáng cái từ cô gái bình dân biến thành tiểu thư nhà giàu, Trần Thành cũng bởi vì mắc nợ Trần Thanh mười mấy năm, đối xử với Trần Thanh vô cùng tốt. Trần Thanh cũng rất không chịu thua kém, thành tích học tập tốt, tướng mạo xinh đẹp, ôn nhu hào phóng, rất được người ta yêu thích. Mà sau đó Trần Thanh cũng bởi vì bộ dạng đủ xinh đẹp, diễn xuất cũng không tệ, lúc học trung học bị ngôi sao phát hiện, liền đi vào giới giải trí. Ở giới giải trí quen biết đại lão đầu tư giới giải trí, cũng là Hoa Quốc thương nghiệp đại lão Mộ Ngôn. Bởi vì trong một bữa tiệc đóng máy, vừa vặn bộ phim kia là Mộ Ngôn đầu tư, ngày đó vừa vặn rảnh rỗi liền đi tham gia bữa tiệc đóng máy. Thấy nữ chính Trần Thanh Ngôn từ cự tuyệt trong đó một cái nhà đầu tư quy tắc ngầm. Vì thế liền sinh ra hứng thú với Trần Thanh. Kỳ thật trước kia hắn đi trung học đầu tư thời điểm liền ngẫu nhiên gặp qua nữ chính, cảm thấy nữ chính ôn nhu hào phóng, khi đó liền ghi tạc trong lòng, cho nên mới có thể bởi vì lần này ca ca Yến đối với nữ chính tới hứng thú. Cứ như vậy một lúc lâu hai người liền tới điện, liền cùng một chỗ. Nữ chính cũng thông qua bộ phim kia lấy được giải thưởng ảnh hậu. Từ đó về sau công thành danh toại, rời khỏi làng giải trí. Một lòng chỉ làm một phu nhân, cuộc sống có thể nói là cuộc sống mà người người hâm mộ. Người đàn ông có thể kết hôn với người được gọi là người phụ nữ muốn kết hôn nhất. Sau đó nó cũng được gọi là những người phụ nữ thành công nhất sau 16 tuổi, cuộc sống của Trần Thanh giống như bị treo cổ. Thuận buồm xuôi gió trôi qua thập phần dễ chịu. Đương nhiên nam chủ mặc dù cùng nguyên chủ không có quan hệ gì, nhưng là nam chủ cũng không phải cái gì thứ tốt, nguyên chủ bọn họ đều là một cái trường học, chẳng qua nam chủ so với bọn họ lớn hơn 2 khóa. Trước kia bởi vì có một nữ hài bình dân thích nam chính liền lộ ra địch ý rất lớn đối với nàng, xúi giục người hầu của hắn khi dễ nữ hài. Sau đó cô gái nhìn không được tự mình kết quả. Bà nội của cô gái liền đến trường tìm lời giải thích. Lời giải thích không tới, lại bị nam chính gọi người giải quyết. Mà nguyên chủ, cũng chính là Trần Cửu Lê. Ngược lại từ sau khi Trần Thanh được đón về nhà, vẫn rất xui xẻo. Khi nữ chính được đón về Trần gia, Trần Cửu Lê rất là sụp đổ. Bởi vì nàng cùng nữ chủ tuổi tựu kém 1 tháng, nói cách khác, khi mẹ cô ấy mang thai cô ấy, Trần Thành tựu ngoại tình nữ chính mẹ. Tuy rằng ấn tượng của Trần Cửu Lê đối với mẫu thân mình rất ít, nhưng bởi vì mẫu thân nàng là tài nữ Khương gia nổi danh khi đó, cho nên cho dù là sau khi qua đời, cũng sẽ có rất nhiều người cảm thán tài năng của mẹ cô. Hết chương này. Chương 4. Đại tiểu thư bá khí 2. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 4 Đại tiểu thư khí phách 2. Trần gia vốn không phải hào môn, mà là Khương gia nâng đỡ đi lên, ông bà ngoại nguyên chủ đối với nguyên chủ rất là cưng chiều, nhưng là đối với Trần Thành lại là oán hận, cho nên cũng bởi vì như thế, rất ít khi đến thăm chủ cũ. Sau đó nguyên chủ sống không tốt, bọn họ cũng không biết. Mà nguyên chủ biết Trần Thành là sau khi ngoại tình mới có nữ chính, hơn nữa nguyên chủ vốn chính là đại tiểu thư hào môn, có vài tiểu thư tính tình cũng là bình thường, liền đối với nữ chính đến phi thường không vui, vì thế liền thường xuyên cáu kỉnh. Điều này so với nữ chính nghe lời hiểu chuyện, nguyên chủ khiến cho Trần Thành cảm thấy phiền lòng, hơn nữa nữ chủ cùng mẫu thân nữ chủ quấy phá, sau đó dẫn đến Trần Thành trực tiếp không thích nguyên chủ. Trần Thành thường xuyên không ở nhà, nguyên chủ ở nhà có thể nói là nước sôi lửa bỏng, nguyên chủ bình thường ở trọ, cuối tuần vừa về nhà sẽ bị nữ chủ mẫu nữ khi dễ, dần dần tính tình đại tiểu thư của nguyên chủ cũng bị mài mòn không còn, trở nên rất nhu nhược, tuyệt không nhìn ra bộ dáng đại tiểu thư. Nguyên chủ lần này bởi vì cuối tuần không muốn trở về nhìn thấy sắc mặt mẹ con nữ chủ, liền một mình tản bộ ở bờ biển đến buổi tối mới trở về, đã bị mẹ con nữ chủ đi chỗ Trần Thành nói nguyên chủ không học giỏi. Ở bên ngoài lăn lộn với người không đứng đắn. Hơn nữa nữ chính còn lấy ra ảnh thân mật của nguyên chủ ở trường học cùng nam nhân khác nhau. Kỳ thật cái gọi là ảnh thân mật chính là một ít ảnh chụp nắm tay, hơn nữa những ảnh chụp này đều là chụp sai vị trí. Nguyên chủ ở trong trường sợ hãi rụt rè, căn bản không có bạn bè gì. Làm sao có thể có người cùng nàng nắm tay? Nhưng Trần Thành căn bản sẽ không nghĩ nguyên nhân trong đó. Trực tiếp liền tin tưởng lời nói của nữ chủ mẫu tử. Vì thế trong cơn tức giận Trần Thành tự nói mặc kệ nguyên chủ. Nữ chủ mẹ nàng Hoàng Linh ngay tại Trần Thành bên tai nói, vì nguyên chủ tốt. Đưa cô ấy về nông thôn tu thân dưỡng tính. Trần Thành rất là cảm động nữ chính mẹ nàng Hoàng Linh săn sóc, cảm thấy một cái mẹ kế có thể làm được tốt như vậy, quả thực là phúc khí của hắn. Nhưng nguyên chủ còn không biết tốt xấu. Cứ như vậy Trần Thành đồng ý đề nghị của Hoàng Linh. Thế đấy. Hoàng Linh đưa nguyên chủ đến một gia đình ở nông thôn. Gia đình này là gia đình Hoàng Linh đặc biệt tỉ mỉ chọn lựa, trong nhà là một quả phụ mang theo một đứa con gái. Hai người nổi tiếng ác độc. Đồ khốn kiếp. Hoàng Linh cho hai mẹ con này một khoản tiền, để cho các nàng hảo hảo tra tấn nguyên chủ. Cho nên sau khi nguyên chủ đến đã bị Lưu Đan cùng Lưu Hiểu không đánh cũng mắng. Mỗi ngày đều làm việc nhà, còn có xuống đồng làm việc nặng, cho gà nuôi heo gì đó, ngủ cũng là chuồng heo sát vách phòng củi. Mỗi ngày còn phải nấu cơm. Chẳng qua đại tiểu thư làm sao biết nấu cơm, cho nên thường xuyên bị mẹ con Lưu Thị đánh đập. Hôm nay nguyên chủ bị Lưu Hiểu gọi lên núi đốn củi, nguyên chủ ở bên bờ sông này một mình do dự thật lâu, cuối cùng cũng dùng máy lão niên của nàng gọi điện thoại cho Trần Thành. Cha, cha tin con không? Nguyên chủ khóc nức nở nói với Trần Thành trong điện thoại di động. Trần Thành nhíu nhíu mày, vẻ mặt không tồi phiền trả lời. Ngươi lại muốn làm yêu cái gì? Nghe được lời của Trần Thành, một tia phòng tuyến cuối cùng trong lòng nguyên chủ cũng bị phá, cũng không nói gì liền cúp điện thoại. Vì thế liền quyết tuyệt nhảy sông tự sát. Mà sau khi nguyên chủ chết, mẹ con nữ chủ vô cùng vui vẻ, Hoàng Linh làm ra biểu tình vô cùng khổ sở nói với Trần Thành. Đều tại tôi, nếu không phải tôi bảo Tiểu Lê về nông thôn thả lỏng tâm tình một chút, Tiểu Lê cũng sẽ không giận dỗi chạy đến bờ sông, cũng sẽ không trượt chân xuống. Nữ chính cũng khóc nói. Không phụ lòng ba. Nếu con ở trong trường khuyên nhủ chị thì tốt rồi. Chị ấy cũng sẽ không đi làm những chuyện đó. Tuy rằng Trần Thành vẫn có chút thương tâm, nhưng nhìn bộ dáng nữ chủ mẫu Lê Hoa đái vũ, ôn nhu an ủi. Không trách các ngươi, ai, chỉ có thể trách Tiểu Lê tự mình lựa chọn, mệnh nên như thế. Vốn là hồn thể Trần Cửu Lê đi theo cả nhà bọn họ, vừa nghe lời này, trong nháy mắt sụp đổ, nguyên lai nàng đến chết. Cũng không thể để cho cha hắn tin nàng sao. Vì thế oán niệm cường đại bị bộ phận hệ thống kiểm tra đo lường được, vì thế mới có Cửu Lê nhận được nhiệm vụ này. Hết chương này. Chương 5. Đại tiểu thư bá khí 3. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5. Đại tiểu thư khí phách ba mẹ kiếp. Tiếp nhận xong nội dung vở kịch, Cửu Lê không nhịn được mắng một tiếng, người một nhà kỳ lạ này. Nam nữ chính kỳ quái này. Thiên đạo kỳ quái này. Thiên đạo mù sao? Người nào cũng có thể làm nam nữ chủ. Ký chủ, đừng mắng thiên đạo. Chúng ta mới là nhiệm vụ đầu tiên, điểm tích lũy cũng không có bản lĩnh gì, vạn nhất bị thiên đạo xóa bỏ thì làm sao bây giờ? Họa từ miệng mà ra. Nghe được Cửu Lê mắng thiên đạo, Tiểu Bạch lập tức luống cuống. Hắn rất sợ, hắn lần thứ nhất nhiệm vụ đã bị thiên đạo xóa bỏ, trong lòng một mực cầu nguyện thiên đạo đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Nhưng mà thiên đạo quả thật nghe thấy, lập tức sấm sét vang dội, bầu trời rõ ràng không có ánh trăng, mà là một mảnh trở nên đông nghịt. Tiểu Bạch sợ tới mức run lẩy bẩy, Cửu Lê ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Thiên đạo lập tức cảm nhận được uy áp cường đại, sợ tới mức giật mình, thu hồi sát ý của hắn. Truyền âm cho Cửu Lê. Đại lão không làm thất vọng. Ta có mắt không nhìn Thái Sơn, tha thứ cho ta đi. Cửu Lê không để ý tới thiên đạo thấy trước mặt hắn xuất hiện bàn tay to vẫn hư ảo. Một cái tát, trực tiếp đem tu vi của hắn đánh thiếu một nửa. Thiên đạo khóc không ra nước mắt, nhưng lại không dám nói lời nào. Cửu Lê nói, về sau nếu mắt bị mù, cũng không phải là chuyện một nửa tu vi. Hiểu rõ, hiểu rõ. Mặc dù thiên đạo hiện tại bị thương trên người rất đau, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Chỉ có trong lòng hắn biết, hắn hối hận biết bao nhiêu. Nhiều hối hận đi trêu chọc cái này đại lão, về sau hắn tuyệt đối không nhúng tay, nam nữ chủ. Thích làm gì thì làm đi. Liền một cái tát này, nam nữ chủ cũng không biết, thiên đạo từ nay về sau đem bọn họ thả nuôi. Thu thập xong thiên đạo. Tiểu Bạch thấy bầu trời khôi phục bình thường, thở phào nhẹ nhõm. Thiên đạo đại nhân có rất nhiều. Cửu Lê thấy Tiểu Bạch như vậy, liếc mắt một cái, cũng không có giải thích. Mà là nói với Tiểu Bạch. Nhiệm vụ vị diện này là gì? Tiểu Bạch lập tức truyền nhiệm vụ cho Cửu Lê. Nhiệm vụ 1. Nữ chủ mẫu nữ bị trừng phạt. Nhiệm vụ 2. Khiến Trần Thành hối hận. Nhiệm vụ 3. Sống thật tuyệt vời. Cửu Lê nhíu nhíu mày. Hết rồi. Thấy Cửu Lê nhíu mày, Tiểu Bạch còn tưởng rằng Cửu Lê cảm thấy quá khó khăn, đây là lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ. Cũng không thể thất bại a, vội vàng trấn an Cửu Lê. Không có ký chủ, ngươi không cần lo lắng, lần đầu tiên làm nhiệm vụ, ta chọn đều đơn giản, có ta phụ trợ ngươi không thành vấn đề, ngươi cũng có thể ký sổ dùng đạo cụ. Ta tin tưởng ngươi. À, đơn giản như vậy, không vui. Cửu Lê mặt mũi biểu tình nói. Tiểu Bạch trong nháy mắt hết chỗ nói rồi. Hắn cho rằng Cửu Lê là cảm thấy khó khăn, không nghĩ tới là cảm thấy không vui, hừ, quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ hổ. Chờ sau này hắn nhất định ít giúp Cửu Lê. Cho cô biết, nhiệm vụ cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu Bạch không hề biết năng lực của Cửu Lê, trong lòng điên cuồng chăm chọc. Cửu Lê cảm nhận được sự im lặng của Tiểu Bạch. Không để ý đến hắn. Dù sao sau này hắn sẽ biết. Cửu Lê hiện tại tới đúng lúc. Trần Cửu Lê vừa gọi điện thoại xong chuẩn bị nhảy xong. Nếu Cửu Lê đến muộn một chút, phỏng chừng Trần Cửu Lê đã chết. Cửu Lê là đại lão, cho dù là buổi tối, cũng thấy rõ ràng, huống chi còn có chút ánh trăng. Cửu Lê chỗ ở kỳ thật là ở trên núi. Trong núi có dại mọc thành bụi, hơn nữa ánh trăng, cho dù là mùa hè, trong núi cũng là tương đối lạnh, ánh trăng cùng gió lạnh, có chút lạnh. Trên người Cửu Lê mặc một chiếc váy trắng ố vàng. Trên váy không có một chút điểm xuyết, theo ánh mắt nhìn lại. Thiếu nữ bất quá 18 tuổi, trên tay đã có một tầng kén. Trên cánh tay còn có vết bầm tím. Cùng với dấu vết cành cây quật. Bây giờ là tháng thứ 2 cô ấy đến ngôi làng này. Cô gái rất gầy. 18 tuổi có vẻ bị suy dinh dưỡng. Thoạt nhìn giống như là 16 tuổi bình thường, có thể tưởng tượng được. Từ khi nữ chính trở về Tô gia, nàng trải qua có bao nhiêu kém, hết lần này tới lần khác Trần Thành còn nhìn không ra. Cửu Lê vẫn cho là bốc đồng tự mình làm. Hết chương này. Chương 6. Đại tiểu thư bá khí 4. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 6 đại tiểu thư khí phách 4. Cô gái vô cùng gầy, mở bàn tay ra, bàn tay nếu như không có những vết chai này, hẳn là sẽ rất đẹp, nhưng hiện tại bàn tay có vết chai không nói, còn đen thui, còn có chút vết sẹo. Đầu ngón tay xương cốt phản phất rất rõ ràng, nhẹ nhàng một cái liền có thể vứt đi cảm giác, cúi đầu nhìn, cơ hồ là bằng phẳng, trên bụng cũng là một chút thịt cũng không có, còn có thể sờ ra rất rõ ràng xương sườn. Nguyên chủ hôm nay vốn là tới tìm cái chết, Lưu Hiểu bảo nàng tới đốn củi, nàng mặc chiếc váy sạch sẽ duy nhất, còn bị đánh một trận, bị Lưu Hiểu nói, nàng chính là muốn đi câu dẫn người. Nguyên chủ bộ dạng rất xinh đẹp, cho dù là gầy yếu thành như vậy, cũng rất xinh đẹp, cho nên Lưu Hiểu cùng nữ nhi Lưu đang ghen tị tướng mạo nguyên chủ, cũng là bởi vì bộ dạng xinh đẹp, bị đánh càng nhiều. Nguyên chủ chỉ là nghĩ, dù là tìm chết, cũng muốn thể diện một chút, nguyên chủ vốn chính là cái rất thích chưng diện nữ hài. Có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Ngược lại chính là bởi vì hôm nay còn mặc váy, nàng thi thể bị vớt lên thời điểm, Trần Thành không chút nào cảm thấy nàng sẽ ở nông thôn chịu ủy khuất. Trong lòng Cửu Lê sinh ra một tia đồng tình với nguyên chủ, vốn là một cô gái xinh đẹp. Liền thành như vậy, huống chi, nàng chỉ là có một chút tính tình đại tiểu thư mà thôi, chưa bao giờ thương thiên hại lý, lại thành nữ chủ đá đạp chân, trải qua thê thảm như vậy. Sau khi nguyên chủ chết, nữ chủ liền trở thành Trần gia tiểu thư duy nhất. Chúc một ngày tốt lành. Nguyên chủ bất quá là một tiểu cô nương, vẫn là mười mấy năm trước đều được sủng ái rất tốt cô nương. Lập tức biến cố, làm cho nàng chịu không nổi, cũng không có dũng khí sống tiếp. Đúng là người đáng thương, không nghĩ còn tốt, càng nghĩ càng tức, Cẩu Thiên nói. Cửu Lê nghĩ đến thiên đạo, tức giận không thôi, thiên đạo đang chữa thương đột nhiên lại bị tát. Lần này thì tốt rồi, vết thương càng thêm tổn thương, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thu thập xong thiên đạo, Cửu Lê cảm giác được bụng kêu ùng ục. Một trận cảm giác đói khát truyền đến, bởi vì là thân thể người bình thường, Cửu Lê cảm giác được đói khát thập phần mãnh liệt. Nghĩ đi. Nguyên chủ hôm nay bất quá cũng chỉ buổi sáng ăn một cái bánh bao một chén nước mà thôi. Cửu Lê đứng dậy, thân thể hạ đường huyết khiến Cửu Lê cảm thấy choáng váng đầu óc. Mẹ nó. Cửu Lê xì một ngụm, chuẩn bị xuống núi tìm cơm ăn, người là cơm sắt là thép một bữa không ăn đói đến phát hoảng, huống chi thân thể này cũng mấy bữa không ăn. Cửu Lê vừa đi vừa nghĩ, một hồi trở về phải thu thập hai mẹ con kia một chút, quá. Bởi vì thật sự quá đói. Hơn nữa thân thể vốn không tốt, đi vài phút, Cửu Lê cũng cảm giác mệt mỏi không chịu được, dứt khoát thoáng hiện. Thôn này tương đối xa xôi, một thôn bất quá cũng chỉ có 7-8 hộ gia đình, hiện tại là khoảng 8 giờ. Người trong thôn không có hoạt động giải trí gì, sớm đều tự ở nhà. Hơn nữa mỗi nhà cách nhau không gần, cho nên chiêu này của Cửu Lê cũng không dọa được người. Cửu Lê đến trước cửa nhà mẹ con Lưu Thị. Là một tầng nhà trệt nhỏ. Có một cái sân, bên trái sân là chuồng gà. Bên cạnh chuồng gà là chuồng heo. Bên cạnh chuồng heo là phòng củi, cũng chính là phòng của nguyên chủ. Trong sân tràn ngập mùi phân gà, dù sao nguyên chủ không có ở đây, những thứ này phân gà cũng sẽ không có người thu thập. Chồng của Lưu Hiểu, 2 năm trước đi công trường làm việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết, cho nên cái nhà này cũng chỉ có Lưu Hiểu và Lưu Đan. Xuyên qua bệ cửa sổ, Cửu Lê nhìn thấy hai mẹ con kia đang xem tivi. Chân vểnh lên trên bàn trà, một người ăn hoa quả, một người ăn đồ ăn vặt. Bởi vì Hoàng Linh cho bọn họ không ít tiền, cho nên trong nhà cơ bản đều đổi mới, ăn cũng không tệ. Nhìn thấy hai mẹ con vừa nói vừa cười, Cửu Lê tức giận không chịu nổi. Đối diện cửa chính là một cước. Hết chương này. Chương 7. Đại tiểu thư bá khí 5. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 7. Đại tiểu thư khí phách 5 bùng. Thanh âm thật lớn dọa cho mẹ con Lưu Thị lập tức đứng lên. Ký chủ, đừng xúc động a, chúng ta đánh không lại bọn họ, dùng trí lấy trí. Nhìn thấy Cửu Lê táo bạo như thế, Tiểu Bạch sợ tới mức biến thành máy thét chói tai, hắn nghĩ thầm, xong rồi, còn chưa bắt đầu đã muốn kết thúc. Sớm biết hắn không trói buộc ký chủ này. Tiểu Bạch ầm ĩ đến nỗi Cửu Lê phiền lòng. Lạnh lùng nói một câu. Câm miệng. Tiểu Bạch lập tức không dám nói gì. Chỉ là ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Mẹ con Lưu Thị cảnh giác đứng lên. Nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy Cửu Lê khoanh tay chậm rãi đi vào. Trên mặt cười nói. Chào. Chào buổi tối. Mẹ con Lưu Thị thấy người tới là Cửu Lê nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại chính là hung ác. Lưu đang nhìn Cửu Lê. Hung tợn nói. Trần Cửu Lê, ngươi không muốn sống sao, dám đạp cửa. Dứt lời Lưu đang liền muốn tiến lên cho Cửu Lê một bạt tai. Nhưng mà còn chưa đụng tới Cửu Lê, đã bị Cửu Lê một cước đá văng. Lưu đang bị đạp trong nháy mắt như phát điên. Bụng cô bị đạp đau dữ dội, ông bụng. Nói với Cửu Lê. Tiện nhân, ngươi dám đạp ta. Lưu Hiểu nhìn nữ nhi ngã xuống đất vội vàng tiến lên đỡ. Quay đầu nói với Cửu Lê. Dám đánh nữ nhi của ta, hôm nay sẽ giết chết ngươi. Nói xong, tiện tay cầm dao gọt hoa quả trên bàn chạy về phía Cửu Lê. Nhưng mà, không có gì bất ngờ xảy ra, lại bị đạp bay. Còn vừa vặn ngã vào trên người Lưu Đan lần thứ hai bị thương. Lời đau cũng phải nói không nên lời. Bị một cước này của Cửu Lê đạp qua. Trong lòng mẹ con Lưu Thị sinh ra một tia sợ hãi. Ngày xưa Trần Nhu đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, hôm nay sao lại điên rồi? Con muốn làm gì? Mẹ đưa con tới tu thân dưỡng tính, sao con còn đánh người? Lưu Hiểu cho rằng dọn Hoàng Linh Cửu Lê ra sẽ sợ. Không nghĩ tới Cửu Lê lộ ra nụ cười nói. À, tu thân dưỡng tính. Cửu Lê lộ ra nụ cười đẹp đến kinh tâm động phách. Bất quá ở trong mắt hai người Lưu Thị, chính là phi thường kinh khủng, giết người trên tivi đều thích cười. Hai người không rõ chuyện gì xảy ra, rõ ràng Cửu Lê vẫn là thân thể này, gầy yếu vô cùng, làm sao có thể có khí lực lớn như vậy, chẳng lẽ là muốn cá chết lưới rách với các nàng sao? Nhưng đau đớn trên người làm cho các nàng phân không ra tâm tư suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Cửu Lê chậm rãi đi tới, chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng nói với hai người này. Vậy ta cũng cho các ngươi hảo hảo tu thân dưỡng tính đi, nói hết đi. Còn không phải hai người kịp phản ứng, nắm đấm của Cửu Lê đã đánh xuống. Hai người đánh đau gào khóc, đánh mấy phút, Cửu Lê thật sự đói đến không còn khí lực. Hài lòng nhìn kiệt tác của cô. Hai người bị đánh mặt mũi bầm dập, giống như đầu heo, Cửu Lê cam đoan, mẹ ruột các nàng tới cũng không nhận ra cái loại này. Hai người lần này bị đánh có chút sợ hãi, nhưng trong lòng oán hận Cửu Lê càng sâu, trong lòng nghĩ. Hôm nay là các nàng không kịp phản ứng, chờ bọn họ khá hơn một chút, nhất định phải Cửu Lê đẹp mắt, dù sao thôn xa xôi này, có chết cũng không ai phát hiện ra. Hai người ác độc nhìn chằm chằm Cửu Lê. Cửu Lê nhìn thấy ánh mắt của các nàng, lại giơ nắm đấm lên. Như thế nào? Không phục? Giáng rồi. Sợ tới mức hai người lập tức miệng lưỡi không rõ hồi đáp. Cửu Lê vỗ vỗ tay, chậm rãi ngồi trên sofa, bắt chéo chân, cầm trong tay một gói khoai tây chiên chưa mở ra, nói với hai người. Đói bụng, đi nấu cơm. Cái gì, ngươi bảo chúng ta nấu cơm? Lưu Đan vẻ mặt không thể tin hỏi ngược lại. Cửu Lê híp mắt. Hả? Nhìn thấy ánh mắt Cửu Lê, Lưu Đan sợ tới mức trục đầu lại. Lưu Hiểu lập tức nặn ra nụ cười cực kỳ khó coi, chúng ta làm. Chúng ta làm. Cửu Lê hài lòng gật đầu. Cho thêm thịt, thêm trứng. Hai mẹ con Lưu Thị nghiến răng, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể mắng Cửu Lê. Hai người đỡ nhau, khập khiễng đi vào phòng bếp. Hết chương này. Chương 8. Đại tiểu thư bá khí 6. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 8. Đại tiểu thư khí phách 6. Hai người đi vào bếp đóng cửa lại. Lưu Đan lập tức nói. Mẹ, chúng ta thật muốn nấu cơm cho tiện nhân kia. Chúng ta đều bị cô ta đánh thành như vậy. Để cho Lưu Đan nấu cơm, nàng là một vạn người không muốn, mặc dù bị đánh một trận. Lưu Hiểu nói. Tiện nhân kia không biết hôm nay uống nhầm thuốc gì. Chờ ngày mai chúng ta sẽ giết nó. Dù sao con mẹ nó nói, chết không cần chúng ta chịu trách nhiệm. Có cha sinh không mẹ nuôi gì, dám chọc chúng ta. Lưu Đan nghe Lưu Hiểu nói lập tức nghĩ tới phải tra tấn Cửu Lê như thế nào. Hai người cứ như vậy ở phòng bếp thương lượng một hồi. Cửu Lê ở bên ngoài nghe rõ ràng, lạnh lùng nói. Ta đều nghe thấy nha. Nghe được lời của Cửu Lê, hai mẹ con lập tức sợ tới mức run rẩy một cái. Ngươi nghe lầm rồi, chúng ta cái gì cũng không nói. Lưu Hiểu nhanh chóng hồi đáp, sau đó liền nhanh chóng đi nấu cơm cho Cửu Lê. Chỉ chốc lát, một chén mì thịt bò nóng hầm hập bỏ thêm trứng chiên liền bưng ra. Trần tiểu thư, mời cô ăn. Lưu Hiểu ở một bên run lẩy bẩy nói với Cửu Lê. Cửu Lê ngửi thấy mùi mì, trong nháy mắt ngón trỏ đại động. Không thể không nói, tuy rằng tâm địa Lưu Hiểu không tốt, nhưng nấu ăn cũng rất ngon. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn ở nông thôn hình như là thơm một chút. Cửu Lê hai ba cái ăn hết mì sợi, sờ bụng, rất hài lòng. Đây là bữa no nhất Trần Nhu đến nông thôn ăn. Mẹ con Lưu Thị từ lúc Cửu Lê ăn mì sợi đã chuồn về phòng, đang thương lượng ngày mai đối phó với Cửu Lê như thế nào. Mẹ, ngày mai chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Đan nhỏ giọng hỏi. Hận ý trong mắt đều muốn hóa thành thực chất. Ngày mai chúng ta lừa cô ta lên núi. Nước sông chảy xiết, nếu cô ta ngã xuống chỉ định không sống được. Lưu Hiểu hung tợn nói. Thật tình không biết, kế hoạch của các nàng bị Cửu Lê nghe rõ ràng, không nghĩ tới nơi hai mẹ con này tìm chính là nơi nguyên chủ tự sát. Chẳng lẽ đây là kịch bản vạn ác? Bất quá nếu Cửu Lê đến làm sao còn có thể dựa theo nội dung vở kịch mà phát triển chứ? Nàng ngược lại phải xem, kịch bản lợi hại. Vẫn là nàng lợi hại. Hai mẹ con này, thật sự là chết không hối cải a, Cửu Lê thản nhiên nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất trầm mặc. Vừa rồi hắn vẫn khuyên Cửu Lê không nên xúc động. Trong lòng cũng chuẩn bị tốt nhiệm vụ thất bại. Không nghĩ tới Cửu Lê lại mạnh như vậy. Tiểu Bạch buồn bực một hồi lâu. Tại sao ký chủ của hắn không giống với những thống tử gia khác? Ý nghĩ Tiểu Bạch muốn nô dịch Cửu Lê làm việc cho hắn không biết còn có thể thực hiện được hay không. Bất quá Tiểu Bạch nghĩ lại, nếu ký chủ lợi hại như vậy, hoàn thành nhiệm vụ không phải càng dễ dàng, hơn nữa hắn cũng có thể ôm đùi a, không thể không nói, tâm tình Tiểu Bạch chuyển biến thật nhanh. Chẳng lẽ đây là ưu điểm của máy bay? Ký chủ, vậy ngươi định đối phó bọn họ như thế nào? Thế giới này giết người phạm pháp, ký chủ. Ngươi đừng xúc động. Tiểu Bạch vừa rồi khuyên Cửu Lê không nên trêu chọc bọn họ, biến thành bảo Cửu Lê đừng xúc động giết các nàng. Nghe được lời của Tiểu Bạch, Cửu Lê có chút không vui. Thế giới này quả thật phiền toái. Mặc dù hắn có thể xóa dấu vết, thế nhưng thiếu hai người sống sót thủy chung phiền toái. Xem ra chỉ có thể dùng phương pháp khác đối phó với các nàng. Cửu Lê suy nghĩ vài phút, đột nhiên lộ ra ý cười, nói: Có cách rồi, ký chủ, biện pháp gì à? Tiểu Bạch vẽ mặt mơ hồ hỏi. Hắn rất tò mò Cửu Lê chỉ vài phút như vậy có thể nghĩ ra biện pháp gì. Nhưng mà Cửu Lê không có nói cho Tiểu Bạch, mà là nói: Đến lúc đó sẽ biết. Tiểu Bạch nhìn nụ cười của Cửu Lê, không khỏi rùng mình một cái. Ký chủ rõ ràng đang cười. Như thế nào cảm giác? Kinh khủng như vậy, còn có chút lạnh. Không đúng, anh là máy bay, sao có thể cảm thấy lạnh chứ? Dù sao Tiểu Bạch cũng biết, nụ cười này của Cửu Lê hoàn toàn không bình thường. Hết chương này. Chương 9. Đại tiểu thư bá khí 7. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 9. Đại tiểu thư khí phách 7. Tiểu Bạch lúc này trong lòng tự như bị mèo bắt, phi thường muốn biết Cửu Lê sẽ đối phó hai mẹ con này như thế nào. Trong lòng lại sinh ra một tia chờ đợi, hy vọng Cửu Lê nhanh chóng đi thu thập các nàng. Có lẽ là mới vừa ăn cơm no cộng thêm bình thường không nghỉ ngơi thật tốt, Cửu Lê cảm giác được một cổ buồn ngủ. Bất quá hiện tại Cửu Lê đến là không có khả năng đi ngủ sai phòng. Vì thế theo trí nhớ đi tới phòng Lưu Đan, Cửu Lê lại một cước đá văng cửa. Dù sao đây cũng không phải nhà của cô, Cửu Lê có thể nói là đạp không hề áp lực. Hai mẹ con đang ở trong phòng Lưu Hiểu, nghe được động tĩnh này. Hai người nhìn nhau, nghĩ thầm. Cửu Lê này lại đạp cái gì? Hai người mở khe cửa len lén nhìn, liền thấy Cửu Lê đối diện. Đối diện chính là phòng của Lưu Đan. Lưu Đan vừa nhìn, lập tức nhìn không được liền mở cửa đi ra, chỉ vào Cửu Lê. Nê cam thần mạc Cửu Lê quay đầu nhìn miệng lưỡi không rõ. Lưu Đan giống như đầu heo, trực tiếp hất ngón tay chỉ vào cô. À, nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cửu Lê lau tay trên người, lộ ra biểu tình ghét bỏ. Mẹ cậu không dạy cậu chỉ người rất không lễ phép sao? Lúc này Lưu Đan đã đau đến nói không ra lời. Chỉ có Lưu Hiểu vội vàng chạy tới xin lỗi Cửu Lê. Không xứng không xứng. Đan Nhi không phải cố ý. Cút. Cửu Lê thản nhiên nhìn hai mẹ con kia. Dù sao lát nữa sẽ dễ chịu thôi. Hiện tại tạm thời không thu thập các nàng. Lưu Hiểu vội vàng kéo Lưu Đan về phòng mình, không quan tâm Cửu Lê muốn làm gì nữa. Cửu Lê nhìn gian phòng của Lưu Đan, xem ra hai mẹ con này cầm tiền của Hoàng Linh sống rất thoải mái, nhìn tịch mộng tư thật to. Còn có đồ dùng trên giường nhìn cũng không rẻ. Cửu Lê cảm thán nói. Chật chật. Cuộc sống này trôi qua thật tốt à. Cửu Lê đương nhiên là rất ghét bỏ chăn Lưu Đan đã dùng qua. Từ trong tủ quần áo lấy ra vỏ chăn mới thay. Cửu Lê nằm ở trên giường cảm giác thật thoải mái. Giường này mềm mại. Cửu Lê thân thể này đã thật lâu không có ngủ qua giường thoải mái như vậy. Chỉ chốc lát, Cửu Lê đã ngủ. 3 giờ sáng. Mẹ con Lưu thị bên kia bắt đầu mơ. Trong mộng là hình ảnh nguyên chủ chết ngày đó, các nàng nhìn thấy nguyên chủ nhảy sông. Sau đó, liền chuyển tới hình ảnh các nàng ở nhà, đột nhiên, cửa rầm một tiếng, bị Cửu Lê một cước đá văng. Đi vào lại đánh bọn họ một trận. Chính là tất cả hình ảnh tối nay. Bất quá không giống nhau chính là Cửu Lê trong mộng cả người trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Sau đó, hình ảnh lại chuyển tới bọn họ trở về phòng thương lượng làm sao giết chết Trần Cửu Lê. Sau đó hai mẹ con liền ngủ. Sau đó, Cửu Lê tỉnh. Một cái thoáng hiện vào phòng hai mẹ con kia, sau đó đối với hai mẹ con kia chính là mỗi người một bạt tai. Hai mẹ con đột nhiên bị đánh thức, sau đó vừa mở mắt, đồng tử trong nháy mắt lớn lên, nhìn Cửu Lê bên giường. Hai mẹ con lập tức không còn buồn ngủ, sợ tới mức ngồi phía sau. Cũng không để ý đến sự đau đớn cay độc trên mặt. Lưu Hiểu run rẩy chỉ vào Cửu Lê, Ngươi là người hay quỷ? Lưu Đan càng sợ tới mức trốn ở sau lưng Lưu Hiểu run lẩy bẩy. Lưu Hiểu sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì bộ dáng Cửu Lê lúc này. Tóc rối bù, cả người trắng bệch, trên người còn tản ra từng trận lạnh ý. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là Cửu Lê cả người đều ướt sũng, tóc thậm chí còn nhỏ giọt. Tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn xem môi đều là trắng bệch, nhưng là chủ yếu nhất chính là đôi mắt cô ấy đỏ như máu. Khóe mắt giống như còn có máu lưu lại. Trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Các ngươi nói, ta là người hay quỷ đây? Thanh âm trống rỗng vang lên, phảng phất như ma âm xuyên qua tai. Không ngờ trong căn phòng không lớn này còn có hồi âm. Hết chương này. Chương 10. Đại tiểu thư bá khí 8. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 10. Đại tiểu thư khí phách 8. Trong lòng mẹ con Lưu thì nhận định Cửu Lê giờ phút này nhất định là quỷ, hơn nữa còn tới tìm nàng báo thù. Hai mẹ con sợ tới mức một mực khóc, phối hợp với khuôn mặt đầu heo của các nàng rất là buồn cười. Cửu Lê trong lòng một mực nghẹn cười. Lưu Hiểu sợ tới mức vội vàng quỳ xuống nói với Cửu Lê. Không xứng. Ngươi chết không trách chúng ta à, là mẹ ngươi. Là mẹ ngươi bảo ta giết chết ngươi. Oan có đầu có chủ. Ngươi muốn báo thù ngươi đi tìm mẹ ngươi à. Cửu Lê nhìn về phía Lưu Đan. Đưa điện thoại di động của em cho anh. Lưu Đan ở phía sau cực lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, nhất thời sửng sốt. Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động dưới gối ra cho Cửu Lê. Lúc lấy điện thoại di động cho Cửu Lê, hai tay còn đang phát run. Bọn họ không biết vì sao Cửu Lê cần điện thoại di động. Tại sao ma vẫn cần điện thoại di động? Nhưng mặc dù bọn họ có nghi vấn, cũng không dám hỏi a, Cửu Lê chính là quỷ, hai người bọn họ đánh không lại, sợ Cửu Lê lập tức giết chết các nàng. Cửu Lê nhận lấy di động, mở ghi âm, quay về phía Lưu Hiểu hỏi. Đem quá trình Hoàng Linh muốn giết chết ta nói ra. Lưu Hiểu lập tức vừa khóc vừa trả lời. Đúng, là Hoàng Linh cho ta 50 vạn, để cho ta tra tấn ngươi, tốt nhất có thể giết chết ngươi, hơn nữa giết chết ngươi sau đó còn có thể cho ta 200 vạn, nàng còn nói, ngươi chết cũng sẽ không tra được trên đầu chúng ta cũng là lấy tiền làm việc à, cô nãi nãi. Van cầu ngươi đừng giết chúng ta cũng không muốn đối với ngươi như vậy. Cửu Lê trong lòng cười lạnh, tuy nói là Hoàng Linh bảo các nàng tra tấn nàng. Nhưng hai mẹ con này vốn không phải là thứ tốt, cho dù Hoàng Linh không nói, các nàng cũng sẽ tra tấn nguyên chủ. Hiện tại vừa đến loại thời điểm này, liền bắt đầu trốn tránh trách nhiệm của mình. À nhưng ta nghe các ngươi vừa rồi. Nhưng phương pháp giết chết ta như thế nào đều đã nghĩ kỹ. Chính là hai mẹ con sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói. Lưu Đan vội vàng nói. Không liên quan đến tôi, là mẹ tôi nói muốn giết chết anh, tôi cái gì cũng không biết. Lưu Hiểu không nghĩ tới, nữ nhi bảo bối của nàng cư nhiên sẽ bán đứng nàng, nhất thời vẻ mặt khiếp sợ, ngược lại mắng Lưu Đan. Anh có ý gì, bình thường anh cũng bắt nạt Trần tiểu thư không ít. Lần trước anh còn ép Trần tiểu thư ăn cứt, cô ấy không ăn anh còn đánh cô ấy một trận. Nghe nói như thế, Lưu Đan phản bác nói. Vậy anh có thể, anh để Trần tiểu thư ngủ trong phòng củi. Anh còn thả rắn, thả chuột, cố ý bới móc đánh cô ấy. Hai người ở chỗ này ngươi một lời ta một câu, đem chuyện mình đã làm với nguyên chủ đều nói ra. Cửu Lê ở một bên càng nghe càng tức giận, sát ý toát ra, hận không thể lập tức giết hai mẹ con này. Nhưng lý trí nói cho Cửu Lê biết có một số người sống còn thống khổ hơn cả chết. Cảm nhận được sát ý cường đại, hai mẹ con lập tức phục hồi tinh thần lại. Ý thức được bọn họ vừa rồi đều nói cái gì, nhất thời sợ tới phát run, Lưu Đan lại càng sợ tới mức không khống chế được. Mùi hôi thối truyền đến. Cửu Lê trong nháy mắt cảm thấy muốn ói. Lá gan thật nhỏ, lại còn bị dọa tè ra quần. Cửu Lê đối với trình độ khủng bố hiện tại của mình thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là sợ tè ra quần đã rất tốt rồi. Cửu Lê một khắc cũng ở trong phòng này đợi không nổi nữa, dù sao thứ cần thiết đã lấy được, vung tay lên. Hai mẹ con kia liền ngã xuống. Cửu Lê nhanh chóng biến mình trở về bộ dáng ban đầu rồi trở về phòng ngủ. Cửu Lê thưởng thức điện thoại di động trong tay. Đoạn ghi âm này. Nhưng chuẩn bị quà cho Hoàng Linh. Nhưng vào lúc này Cửu Lê đột nhiên phát hiện, giống như, đặc biệt an tĩnh, có chút kỳ quái, hệ thống kia, như thế nào không có líu ríu. Cửu Lê nói với Tiểu Bạch. Thống tử. Tiểu Bạch run rẩy hồi đáp. Túc chủ. Làm sao vậy? Tiểu Bạch vừa rồi tận mắt nhìn thấy Cửu Lê biến thân, xuyên tường. Khiến hắn bị sốc. Sau đó chính là sợ hãi còn có hối hận. Hết chương này.